Như này nó phải dễ không? Tiếng dùng iPhone nếu tôi em có quay video mấy đâu. Món lươn, lươn đồng. Ố bảo này mỡ già này mỡ đi. Không cho mỡ nữa. Nhiều lắm rồi à? Nhiều tí mới ngon. Tí mấy đâu? Nhiều lươn ghê. Đặc sản đấy nhờ. Giọng mình muốn cười lắm luôn. Mày không đi đâu? Cao cao là phải kích hết rồi. Đó lồn gì ông nào tham thấy. Mẹ ông mày nhắc lên được mấy con. Bây giờ tao kích thì không biết đâu. Đây là Văn Mạnh. Anh Linh á. Anh Linh. Đi, Mr. Cao. Ông cao tham được đi, nó lấy cái lỏ đấy, lấy hết anh nhỏ. Áo đen, kẻ trắng. Trên Văn Hoàng, Facebook. À. Thằng Mạnh cái lồn như não. Anh không hỏi hơn lắm ấy. Nấu cháo. Quê lắm rồi, giờ nấu cháo lươn ấy. Thì vậy thì nhiều lươn này mày bỏ một đĩa này. Nhưng mà cháo bờ nấu ừ, thì xoay em đầy nhờ, mới một vòng lấy lên đấy. Cháo không được ăn rồi, không muốn ăn cháo rồi. Cá chê quá. Cá chê về bách quơ. Đi đâu mới bây giờ, chưa được thế. Chưa ăn bữa cháo lươn nào. Có thác thì xoay như là tiếp. Tối mai luôn rồi. Đại ca. Đi hút rồi. Hai từ. Mắc mật, lá mắc mật. Một tay công cháu hết rồi. Đi ơi. Không, mới được này. Hết, láng lại không dám được đấy. Được đi. Làm gì nhíu. Đã đi làm nhà hàng quá. Đi kia ăn ngon nhở. Lười lắm. Nhớ muốn gì. Lười đã lồn. Lười tao tao biết là bọn mày sao lại lười. Bọn mày cứ nghĩ đến ngày được tiền ấy. Ừ. Ui, vì phải ngày chơi quá lâu thế. Các kiểu chà, tao đi làm từ Tết đến giờ chưa được 10 năm. Phải lúc kia là mùa đông giọt. Ui, nó đông mỡ vào hại luôn. Lại còn đi chạy bàn còn bị. Cho thêm hạt tiêu không? Mày nào về tí cháy mày định hầm mắc đi làm nhà hàng ba mươi triệu mày làm nhiều 3 triệu không để đạo biết mày hết vào tay biết con.